Người nhà cháu NHH sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nam Phương Tiến A cho biết, ngày hôm qua ngày 30 tháng 8, sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000m tại giải chạy tổ chức ở xã Phụng Châu thì H bị đột quỵ. Sau đó cháu H được đưa đến bệnh viện đa khoa Hà Đông cứu chữa. Tiếp đến H được đưa đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thì tử vong vào sáng nay ngày 31 tháng 8. Nguyên nhân được các bác sĩ kết luận là đột tử. Người thân của cháu NHH nói và cho biết cháu H tham dự giải chạy này do được trường trung học cơ sở Nam Phương Tiến A cử đi. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Thắng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nam Phương Tiến A xác nhận thông tin trên và cho biết việc cử cháu H đi tham dự giải chạy này dựa trên công văn đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.